Sáng ngày 5 tháng 7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8 Tôi yêu Việt Nam. Tiếp nối thành công từ 7 cuộc thi trước, cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc năm 2018 do tạp chí Du lịch, Tổng cục Du lịch tổ chức với sự phối hợp và bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Sự kiện này là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, đồng thời góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu ảnh phục vụ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch. Diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8 đã nhận được 16.370 tác phẩm dự thi của 969 tác giả, trong đó có các tác giả trong nước và một số tác giả nước ngoài đến từ Canada, Pháp, Nhật, Nga. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 184 tác phẩm trưng bày, 11 tác phẩm để trao giải với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải phụ cho ảnh có số lượng like nhiều nhất và ảnh có số lượng share nhiều nhất thông qua bình chọn trên Facebook của tạp chí Du lịch. Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng tốt, bám sát chủ đề, tập trung chủ yếu ở các chủ đề về danh lam thắng cảnh, cuộc sống đời thường, du khách, lễ hội. Những phong cảnh đẹp, lễ hội đặc sắc và các hoạt động du lịch trên các tỉnh, thành cả nước đã được các tác giả ghi lại qua ống kính máy ảnh bằng những cảm xúc riêng, tinh tế và sâu lắng. Đánh giá cao sự thành công của cuộc thi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng ngày càng nâng cao. So với các cuộc thi lần trước, cuộc thi năm nay có sự gia tăng đột biến về chất lượng và số lượng ảnh tham gia, tạo được sức lan tỏa rộng lớn. Triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.